Công ty điện tử Hạnh Viện, công ty audio Hạnh Viện xin trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay là buổi chiều của buổi trưa thứ sáu của một tháng tư đẹp trời. Hạnh Viện tiếp tục được thực hiện niềm vui của mình, đó là xét những chiếc băng số để chơi sự kiện. Thế mà ngày hôm nay Hạnh Viện xét khoảng 10 con băng số để gửi đi mọi miền của Tổ quốc Việt Nam với tất cả các loại vang khác nhau, dòng họ nhà X, dòng họ Siso, dòng họ nhà JBL, vân vân. Thế hôm nay anh Nguyễn sẽ ghép nhìn xong thì bộ ngoài này anh Nguyễn sẽ test gửi cho bác Hà Văn Giỏi, có địa chỉ là Hang Vài, Vân An, Chi Lăng, Lạng Sơn. Bác đánh bộ sự kiện thì em ghép lên sau. Thứ nhất là một chiếc máy lén DBX 226XL, thì anh vẫn đây gọi là đao phủ trong giới âm thanh. Thứ vị thứ hai là một chiếc Idol View nổi tiếng về lượng nhạc. Thứ vị thứ ba là một chiếc Mixua U92 mã. Dòng Mixua là vẫn là một trong dòng mix đẳng cấp thôi nhé, em khẳng định là đẳng cấp. Nó có thể so với, nó có thể, nó đúng là tên tuổi của nó đã khẳng định được, chứng minh được mình trên thế giới, dòng Mixua. Thứ vị tư là một chiếc lọc DBX K2A1. Thứ vị thứ năm là một chiếc vang số BOCX16 phiên bản mới nhất được cập nhật từ công ty Hạnh Viện. Đây là BOCX16 màu tím thủy chung, xử lý được hai vấn đề, một là giọng ca và hai là tiếng nhạc cực kỳ là chất. Thiết bị thứ sáu là một cục đẩy CA sao 4900, 4 kênh, thì công suất của cục đẩy là 900W trên một kênh đánh ở nội trở 8 ohm và 1400W đánh ở nội trở 4 ohm. Thì dòng này là dòng nổi tiếng, nhập khẩu từ nguyên chiếc từ Đài Loan và được công ty CA sao Việt Nam đứng ở bảo hộ và Bộ Công an bảo hộ. Thì đây chính là dòng đánh cho sự kiện và phòng hát gia đình rất là hay. Thì em đang đấu cho bác kênh A kênh B, kênh A kênh B. Bởi em đánh kênh A kênh B, kênh A kênh B em đã quật được một đôi 725, một đôi 725 và một chiếc loa JBL 745. Đấy, còn kênh CM em khóa lại. Mà em để mức khởi động là nhạc là 14, mic 39, effect 50. Trong quá trình bác vẫn có thể tăng giảm được mic, tăng giảm được effect, tăng giảm được nhạc. Thì bây giờ em sẽ áp cái này với 4 chế độ. Các bác cùng nghe. Chế độ 1 này, chế độ 1 của em. Chế độ 1 thì bác chỉ cần truyền thẻ này, ấn vào 1 đây. Mở 1 thì là echo cộng gì vọt, bác nghe nhé. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 6, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì cái echo này các bác có thể giảm được. Đấy, khi vào chương trình hát nó vừa. Hát vừa. Chế độ 2 này, chế độ 2 này em đánh cho phát biểu hội nghị. Lên, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa tập thể, hai gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai cơ quan chính quyền địa phương cũng như hai gia đình nhà ông Hanh. Đấy, đó là vấn đề là hội nghị bác chỉ quyền điều khiển này. Thứ ba là bác chuyển vấn đề, thứ ba là hát gì vào ấn nhá, bác ấn một cái, mặc dù cái màn hình này không thay đổi nhưng mà phần mềm thay đổi bác nghe. Gì vào này, lên lên rất là sâu và xa, sâu xa và sáng. Mic này, mic này cộng với chiếc BOCG X16 có khả năng trung ú cực tốt và giọng ca thanh thoát trong sáng. Đấy, chế độ 3, chế 4 là echo không, rất đơn giản. Lê, 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 1, 2, đã yêu hoa phải quyết tìm hoa, xung thủy, xung lòng, xung dạ. Ăn có thể lừa bát, nói có thể lừa câu, nhưng không thể đi lừa bước lừa chân lý. Đó là vấn đề echo. Bây giờ em chuyển lại chế độ echo gì vợt bác nhá. Lê, lê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ là phần rất quan trọng, đó phần test âm thanh. Mic và Zuzit, một ca sĩ nổi tiếng, đồng thời là phó giám đốc kỹ thuật Thanh Nguyễn sẽ test bộ nguồn này. Thật kỹ cho bác Hà Văn Giỏi, có địa chỉ là Hang Vài, Vân An, Chi Lăng, Lạng Sơn. Thì cái bộ này bác an tâm đi, với anh Văn Xuân, anh Nguyễn thì có khả năng là uyên thâm, có thể là phong tặng là phù thủy. Một số anh em phong tặng anh Nguyễn là phù thủy với Văn số, có thể xử lý toàn bộ hệ thống loa của bác theo đúng ý của bác luôn.
đó là khả năng tài của anh Nguyễn về thiết âm cũng như hệ thống làm việc của anh Nguyễn. Anh em rất có khả năng về nghe âm, xử lý âm và xử lý cái các cái giải tần. Ca sĩ đâu ra làm việc anh nhỉ? Một ca khúc Chàng Trai Sư Đình cho đội ca sĩ là anh Nguyễn sẽ gửi tới tất cả các bác, các anh chị yêu cầu như đam mê ca khúc này. Một chàng trai rất yêu cô gái nhưng mà cô gái không yêu cho nên là đã đam mê. Có buồn nào buồn hơn khi em vừa thôi học là em đi lấy chồng. Trường xưa nay vắng bóng em tôi, tại sao tôi lại mất nàng? Người yêu tôi ai cướp, ai cướp linh hồn tôi? Ai dập đầu lên rồi. Cho tim mình gì mau mau hết rồi đau tim. Kỷ niệm nào còn đây, đôi tay con nắm chặt mà em quên hết rồi. Một dòng loa đồng trùng Pháp, thế là bên Mỹ bên này đồng trùng nha. Bay ngày xưa đi về trong trường, nhìn em anh khẽ nói, anh luôn hôn bật mặt em, cho mặt em thêm hồng, cho đôi môi đỏ thắm. Rất nhiều loa. Kỷ niệm nào vội quên. Em ơi em ơi, em nói chi có tình, em nói chi đau lòng anh. Em ngủ trong vòng tay nào đêm nay em về đâu? Thời gian nào môi xóa mà tôi vẫn tìm em? Suốt quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi. Tìm quên sao cố mãi không quên? Rồi mãi đây em bước theo trong em sẽ vui hay buồn, xin chúc mừng em nghe lấy đường trong sâu xa. Trước mắt quý vị là một bộ hát sự kiện đơn giản nhưng ở đây chứa đầy tất cả những sự trong sáng, uy lực, mềm mẻo. Kỷ niệm nào còn đây, đôi tay con nắm nắm chặt mà em quên hết rồi. Đứng sát loa không quá 1 mét thôi nhá. 50 cm. 50 cm. Em tôi ngày xưa đi về trong trường, nhìn em anh khẽ nói, anh muốn hôn mặt mặt em, cho má em thêm ấm, cho đôi môi đỏ thắm, kỷ niệm nào vội quên. Em nói chi trong lòng anh, em ngủ trong vòng tay nào đêm nay em về đâu? Thời gian nào vội xóa mà tôi vẫn tìm em? Suốt quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi. Người ơi sao nỡ cướp em tôi, càng quên tôi càng nhớ nhiều. Rồi mãi đây em bước theo trong em sẽ vui hay buồn, xin chúc mừng em nhé, lấy được trong giàu sang.
em sẽ vui hay buồn, xin chúc mừng em nhé. Lấy được trong lâu sớm. Xin cảm ơn chị là Yuri ơi. Đó là cả một câu hình bộ hát nhé. Tất cả các bác có nhu cầu về lắp đặt các phòng hát chuyên nghiệp, sự kiện gia đình hoặc mua lẻ, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Anh Nguyễn là một trong công ty đủ năng lực cung cấp các thiết bị âm thanh, đồng thời đủ năng lực để set up các phòng hát chuyên nghiệp, sự kiện gia đình khó tính nhất cũng có thể làm hài lòng các bác. Bởi vì anh Nguyễn là một người có chuyên môn và năng lực thực sự về phòng số, mà có nhiều năm nghiên cứu, có phòng âm riêng để ứng dụng các công nghệ cao, các công nghệ mới đưa vào để thực tiễn trong cuộc sống. Anh Nguyễn đã trải nghiệm bằng những hệ thống loa thực tế trải nghiệm này, áp không ảo, tức là dùng ca sĩ hát và trải nghiệm những gì anh Nguyễn đã có trong 25 năm âm thanh. Thì đây là những bộ sự kiện, đồng thời là chiếc vang số để đáp ứng những khách hàng khó tính nhất. Anh Nguyễn xin chào bác và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.